Nè nè nè, coi coi bà Hay Hường ăn nè nó. Kẹp Hay vô Hường, Hay coi Hay Hường. Hường hả? Nè coi nè nè nè. Ok Cầm cầm cái chén lên. Trời coi bà ăn nè nó. nè, trời. À, ngon quá mấy má ơi. Cái này gan gan. Vậy giờ chảy mỡ làm lâm mỡ nóng quá mấy má ơi. Này là đúng combo luôn này nó, mình bỏ cái này lên. Mình bỏ vô. Trời ơi kìa luôn á. Đừng tắt quẹt phải nè. Quá mi má ơi. Đây gỗ cầm. Cầm cầm này. Đó, cái này mới ngon mi má ơi. Chính rồi nè. Nè coi nè miếng thịt này mấy bạn ơi, nó không phải miếng thịt mà miếng cuốn họng hay gì không biết nữa. Nè coi miếng thịt nè, nó chín về nè, nó giờ mới ngon nè nó. cái này mới ngon nè. Thôi này để đâu lắm, để lâu lâu cho tụi nó thèm. Qua nhậu nè. Đi rồi. Phải rồi, phải rồi, chứ phải phanh chày mới được chứ không có phanh chày. Để cho lớn chứ chống lớn sao được. Món này miếng này mới ngon nè. Vậy mới ngon nè, nó chín vàng vậy mới ngon. Này là phèo, nói chung là tất cả cái nướng nướng ngại nha. Này nướng ngại nướng vậy mới ngon nè, mở chảy nè. Hả? Nướng vậy nè, nó nghe phèo phèo nó thơm nè, nó nước mở chảy nè. Tắt quẹt đi, quẹt nóng quá nè. Cái này chín rồi. Vàng hết rồi. Vàng hết rồi. Trời ơi, nó chín tới xương á. Thì cái nào chín mình làm trước đấy, mình ăn trước đấy. Trời ơi mấy má ơi. Trời ơi cái phèo này mấy má. Nè coi nè mấy má ơi. Trời ơi. Ăn vậy chết chứ sướng sướng hơn. Đưa lại đây mẹ mắt đi con. Có nào mà con bưng.
từ rồi, thiệt cái ngón này. Nè, nhìn miếng gan mấy má ơi, từ rồi. Miếng gan này mấy má. Từ đất ơi, nó ngon cỡ này chắc ăn chết chứ hả, sướng hơn nè. Hầm ngon lắm em mấy má ơi. Từ ơi. Này sắt bỏ đồ gì sắt luôn. Chín rồi. Này nó mỏng mới chín hết rồi. Nè chụp chụp miếng thịt nè, lấy nét miếng thịt. Lấy nét vô, biết lấy nét không? Trời ơi, xong mẹ rồi nè. Chụp sát vô nó mới thấy. Trời ơi, mấy má. Trời ơi. Ăn vậy chết xuống hơn. Nè mấy má ơi. Trời ơi, cháy rồi. Nhìn miếng thịt nè. Ý cha. Ăn vô phải kẹp nách lại. Rồi rồi rồi, bỏ lên đây con trai. Cái này mà để cho nó ra hết mỡ khô queo rồi ăn ngon. Đem xịt lại đây em. Hả? Còn tú, tú, chiên tú. Nè miếng này vàng ngon á. Có. Cái này là biết gì mọi người. Cái này không phải cu, cái con cu đâu, cái này gọi là cái cuốn cuốn heo á, cổ họng á. Cổ họng heo. Nhìn nhiều người người nó không cu heo á. Nè nè gan nè. À, như cái xèo, cái này cái mỡ á, cái mỡ của con heo ra. Đúng rồi nè. Ui da, nóng quá mấy đứa. Ừ, miếng phèo cũng ngon lắm. Đó, miếng phèo. Đó, để mình lấy nét cho coi ha. Miếng phèo à, ngon lắm. Này miếng gan, nó mới vàng vậy nè nó. Miếng này là miếng mỡ nè, mỡ gào. Nè mọi người. Cái này ăn với mắm nêm nha. Đó, toàn là. Nè 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 coi coi bà Hay Hường ăn nè nó. Kẹp vô Hay Hường. Nè coi nè nè nè. Trời ơi. Chạm cầm cái chén lên. Trời ơi coi bà ăn nè nó. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá mấy má ơi. Đây toàn Khánh ăn không rồi nó. Em cầm cái rồi em. Đây đây. Em không biết tổ quách đâu. Tổ quách giờ không quan tâm luôn rồi nè. Kẹp khế vô, khế ít dữ hả? Có rồi. Trời ơi, cái khế, khế bên vậy nè mấy má ơi. Cái khế vậy mà không chịu sắt ngăn luôn nè. Ờ, bớ vậy. Ăn ăn đi thôi giờ mấy má. Tự gọt để y vậy á. Để y sắt hay gọt chứ. Trời ơi. Giết người, giết người. Ăn đi ba ơi. Giờ bà đang sống ảo đưa lên mạng coi có bao nhiêu like. Ừ, vậy mở đi, mở YouTube cho ta thấy à, thấy luôn. Đây không chú ý miếng thịt mà chú ý cái hàm răng xuống mấy cái thì chết nữa. Cờ bạc không quýnh nè, quýnh cờ bạc đây mà. Đây nè, cái mùi cái này cũng thèm à.
mày đưa cái miệng mày lên mạng bây giờ. Chấm đi. Ê, cho mượn chấm một cái cho họ coi coi. Trời ơi, cái miếng này ngon nè. Lấy nét điện thoại. Trời ơi. Đó, lấy nét xong rồi nè, đó mà mọi người thấy không nè. Cái miếng phèo quá. Đó như vậy đó, nhìn ngon ha. Quên rồi đấy, quên mất cái niềm. Quên mất cái niềm. Cái niềm xong mình lần nữa cho mọi người thấy. Đó, lấy nét. Đó, cái điện thoại nè. Đó hay mọi người, mình mới chấm nhẹ nè, mình mới nó không bị khô. Bỏ vô miệng nhai nè. Này là mía. Ngon quá, chờ miếng khế nữa. Không có mày không? Chờ miếng khế nữa. Cái gan bà. Thờ bấm niêm không dám mấy nhiều đấy, chỉ có miếng hết. Nghe vậy vừa ăn hả mày? Còn hủ ha. Ngon. Cà tăm có nước không? Ngon quá. Nghe được cần khô. Nè, nhỏ nè. Làm gì? Nó không tanh cái miệng con há không quay hết tao. Cái này gì mà bà? Còn đây là sông bài này, nổi tiếng luôn nè.